Chương trình buổi 6 sẽ học 3 bài. Một là bài Ukraine lành tính tiên tiên liệt. Mọi người nghe nó. Một bài là bài Ukraine lành tính tiên tiên liệt. Hai là bài ung thư bằng quang. Ba là bài ung thư thận. Thế thì hôm nay tôi sẽ dạy cho các bạn bài Ukraine lành tính tiên tiên liệt. Còn hai cái bài kia thì chúng ta sẽ phải tập tài liệu. Sẽ tập tài liệu. Cái tài liệu trong sách giáo khoa chắc là cũng có, nhưng mà trong cái sách tài liệu không biết là có phải bài giảng của tôi không, nhưng mà thì tôi không được rõ lắm nhé. Thế thì bây giờ cái bài giảng về Ukraine là cái tuyến liệt thì chúng ta thấy là cái như chúng ta biết là cái tuyến tiền liệt là một cái tuyến phụ di dục, nó nằm ở dưới cổ bằng quang và nó nằm xung quanh niệu đạo tuyến tiền liệt. Thế nên là cái niệu đạo tuyến tiền liệt nó đi qua cái tuyến tiền liệt. Do đó mà khi mà nó bị phì đại lành tính, tức là nó phì đại, nó tăng sinh, tăng phát triển cái thể tích kích thước của nó, thì nó sẽ gây ra những cái biến loạn. Sẽ gây ra những biến loạn cơ năng và thực thể của bằng quang và làm cản trở dòng tiểu đi ra từ bằng quang. Thế thì trong cái bệnh của tiền liệt tuyến thì nó có hai cái bệnh rất phổ biến, đó là bệnh Ukraine lành tính tuyến tiền liệt và bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Thì hai cái bệnh này nó có tỷ lệ gặp tương đương nhau và cũng đều gặp ở lứa tuổi ở cũng như người cao tuổi. Thế nên là khi mà chẩn đoán một bệnh thì bao giờ chúng ta cũng phải loại trừ không phải là lành tính, thì bao giờ chúng ta cũng phải loại trừ đây là phải bệnh ác tính hay không, là bởi vì hai cái thì bệnh nó sẽ điều trị khác hẳn nhau, phương pháp điều trị sẽ khác hẳn nhau. Thứ nhất là về mặt dịch tễ học thì chúng tôi thấy là chứ không phải là tính tuyến liệt là nó gặp ở lứa tuổi những người già, thông thường là trên 60 tuổi, nhưng mà bắt đầu phát triển từ lứa tuổi trên 40 tuổi bắt đầu xuất hiện tuyến tiền liệt. Thế nên chúng ta thấy ở những cái giai đoạn ở những cái bệnh nhân mà trên 40 tuổi là bắt đầu có biểu hiện của rối loạn của tiền tiện, có những cái dấu hiệu kích thích. Thế và người ta thấy là ở cái độ tuổi từ 40 đến 50 thì đã có khoảng 20% nam giới là bị mắc bệnh Ukraine lành tính tuyến tiền liệt. Còn ở độ tuổi từ 50 đến 60 thì có khoảng 50%. Còn trên 70 là gặp 70% và trên 80 thì gặp 75%. Và cái tỷ lệ này cũng tương đương với ung thư tuyến tiền liệt. Thế thì chúng ta thấy đây là cái tính phổ biến của Ukraine tuyến tiền liệt, là đối với những người theo thống kê của một cái năm vào năm 2006 thì người ta thấy là cái ở những người đàn ông trên 50 tuổi thì cái phì đại lành tính tuyến tiền liệt là đứng hàng thứ tư trong các cái bệnh lý toàn thân ở nam giới. Đấy, chúng ta thấy đây là cái bệnh một bệnh sau tiểu đường, mỡ máu và cao huyết áp, tăng đái đường. Đấy, chúng ta thấy đây là một cái bệnh lý rất hay gặp ở những người trên 50 tuổi. Thế về mặt giải phẫu thì chúng ta thấy là cái tuyến tiền liệt là một cái tuyến phụ sinh dục, nó nằm ở hai bên niệu đạo, nó nằm ở dưới cổ bằng quang. Đây chúng ta đây là chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh ở mặt sau của tuyến tiền liệt, và đây là phần đỉnh tuyến tiền liệt là tiếp giáp với niệu đạo sau. Đây chúng ta thấy là cái niệu đạo tiền liệt tuyến nó đi ở giữa tuyến tiền liệt. Niệu
rằng tuyến lực tuyến nó nằm ở giữa tuyến tiền liệt. Đây, đây là chúng ta thấy nhìn ở mặt sau, và đây là giải phẫu bình thường thì chúng ta thấy là cái tuyến tiền liệt nó nằm ở ngay dưới cổ bằng quang, ở phía trên là cổ bằng quang. Đây, chúng ta thấy trên phía trên đây là bằng quang, đây là cổ bằng quang, và đây là cái hình ảnh của những tuyến tiền liệt nó người ta chẻ dọc qua niệu đạo, thì sẽ thấy được là cái tuyến tiền liệt, cái niệu đạo tuyến niệu đạo tuyến tiền liệt nó đi qua phần giữa của tuyến tiền liệt, và cái tuyến tiền liệt nó bọc xung quanh niệu đạo, và cái phần mà niệu đạo đi qua tuyến tiền liệt thì gọi là niệu đạo giữa. Và bên ở trong lòng cái niệu đạo giữa ở mặt sau của nó thì có một cái ổ núi là cái chỗ là để chỗ đổ của cái lỗ phóng tinh. Đây là về giải phẫu bình thường của tuyến tiền liệt. Đấy là một cái tuyến tiền liệt lành tính, tuyến tiền liệt bình thường. Còn khi mà bị phì đại lên ấy, thì cái tuyến tiền liệt nó thường là nó có ba thùy, nó gồm có một thùy giữa và hai thùy bên, và ba cái thùy này nó được nằm trong cái vỏ bọc người ta gọi là bao tiền liệt tuyến, vỏ tiền liệt tuyến. Thế thì khi mà phẫu thuật ấy, thì người ta chỉ lấy các cái nhân tiền liệt tuyến ở phía trong này thôi, nhân phì đại tiền liệt tuyến ở phía trong này thôi, chứ còn cái vỏ của tuyến sẽ còn lại, và cái vỏ này chính là cái niệu đạo về sau của bệnh nhân. Thế đấy là về mặt đại thể. Thế đây chúng ta thấy là đây là cái hình ảnh của tuyến tiền liệt người ta đã được cắt ra. Chúng ta thấy đây là cái niệu đạo tiền liệt tuyến ở phía giữa, đây là cái niệu đạo tiền liệt tuyến ở giữa, và đây là cái nhân. Đây là cái nhân phì đại tuyến liệt tuyến, và xung quanh nó có một cái vỏ bọc. Thế đây là cái nhân phì đại tuyến liệt tuyến mà người ta đã bóc ra, và cái vỏ của nó sẽ còn lại ở bệnh nhân. Còn đây là người ta cắt toàn bộ cái tuyến liệt tuyến mang ra, thì chúng ta thấy là còn cái vỏ, còn đây là không có vỏ, bên cạnh là không có vỏ. Thế đây là trước kia thì người ta về mặt đại thể thì người ta chia tuyến liệt tuyến ra ba cái thùy như thế, nhưng mà hiện nay từ năm 1988 do phát triển của siêu âm thì người ta thấy được cái cấu trúc của tuyến tiền liệt trên siêu âm nó sẽ rất khác nhau theo các cái vùng khác nhau. Và từ năm 1988 thì một cái tác giả người Mỹ là Magnin đã chia tuyến tiền liệt ra làm 5 vùng. Thì thứ nhất là cái vùng ngoại vi, người ta gọi là cái vùng peripheric, là cái vùng ngoại vi. Vùng ngoại vi thì nó chiếm khoảng 70% diện tích của tuyến tiền liệt. Thứ hai là vùng trung tâm, là cái vùng nó nằm ở sau niệu đạo, thì cái vùng này là có cái ống dẫn tinh đi qua. Cái vùng thứ ba là vùng chuyển tiếp, nó khoảng 5% thôi, nó chiếm, nó nằm ở hai bên niệu đạo. Và cái vùng này tuy nó chiếm khoảng 5%, nhưng mà khi mà nó bị phì đại lên thì chính là nó phát triển ở cái vùng chuyển tiếp này. Thứ ba nữa là cái vùng tuyến quanh niệu đạo, và thứ ba là cái vùng sơ cơ ở phía trước tuyến tiền liệt. Thế thì như chúng ta thấy là cái tác giả Magnin này người ta đã chia ra cái tuyến tiền liệt ra làm 5 vùng như thế, là bởi vì nó liên quan đến cái cấu trúc của tuyến tiền liệt trên siêu âm. Và cái cấu trúc của tuyến tiền liệt trên siêu âm như thế để người ta xác định là u phì đại lành tính hay là ác tính, là bởi vì người ta thấy là cái vùng ngoại vi là cái vùng chủ yếu, là cái vùng phát triển ung thư là chủ yếu là phát triển ở cái vùng ngoại vi. Còn cái vùng trung tâm hoặc là vùng chuyển tiếp thì chiếm tỷ lệ rất ít.
Bởi vì sao? Là bởi vì khi mà bị phi đại từ tuyến ấy, thì nó sẽ phát triển từ cái tổ chức liên kết tuyến, nó tăng sinh các cái tổ chức liên kết tuyến, do đó mà nó sẽ tăng sinh các cái thành phần liên kết, và chính cái thành phần này nó sẽ tạo ra cái phi đại từ tuyến. Còn ung thư từ tuyến là nó xuất phát từ các tế bào tuyến, nhưng mà bị phi đại lành tính thì nó sẽ đẩy dẹp các cái tổ chức tuyến ra phía ngoại vi, là cái phía vỏ. Thế nên là khi mà bị ung thư thì chúng ta hay gặp là ung thư nang ở phía vỏ là như thế. Thứ hai nữa là trên một bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt hoặc là trên một bệnh nhân bị phi đại tuyến tiền liệt thì vẫn có thể bị ung thư tuyến tiền liệt. Là bởi vì sao? Bởi vì hai cái bệnh lý đó nó xuất phát từ hai cái tổ chức khác nhau của tuyến tiền liệt. Đấy, một bệnh nhân có thể vừa bị ung phi đại và có thể vừa bị ung thư tuyến tiền liệt. Nên trên một cái bệnh nhân bị ung thư tuyến tiền liệt, thường cái tiền liệt tuyến nó cũng bị phi đại tăng sinh lên. Nhưng mà cái tổ chức ung thư nó sẽ nằm ở phần vỏ, còn phần trung tâm của nó là phần phi đại. Và một bệnh nhân mà khi người ta đã mổ tiền liệt tuyến rồi, phi đại lành tính tuyến tiền liệt rồi thì vẫn có thể bị ung thư tuyến tiền liệt. Là bởi vì cái tổ chức tuyến của tuyến tiền liệt nó vẫn còn. Do đó mà nó vẫn có nguy cơ bị ung thư tuyến tiền liệt. Cái đấy là về mặt giải phẫu bệnh lý. Thế về mặt sinh bệnh học thì hiện nay thì người ta chưa rõ được cái nguyên nhân tại sao mà bị ung phi đại lành tính tuyến tiền liệt. Tất nhiên cũng như là ung thư thì người ta chưa hiểu rõ được nguyên nhân của tại sao lại bị ung thư. Thế nhưng mà người ta thấy có hai cái yếu tố rõ rệt, đó là tuổi cao và cái testosterone. Là bởi vì trên những cái bệnh nhân phi đại lành tính tuyến tiền liệt thì chỉ gặp ở những người cao tuổi thôi, những người trẻ tuổi thì không cần. Thứ hai nữa là ở những cái bệnh nhân mà bị những người mà hoạn quan thì không bị ung phi đại tuyến tiền liệt. Thế nhưng mà người ta điều trị phi đại lành tính tuyến tiền liệt bằng cách cắt tinh hoàn thì lại nó lại không có hiệu quả. Thế nên là người ta không thấy cái sự liên quan rõ rệt, người ta không thấy được cái nguyên nhân rõ rệt, nhưng mà người ta quan sát trên lâm sàng thì thấy có cái sự liên quan như thế. Thế là cái sự phát triển của tuyến tiền liệt thì người ta đã thống kê. Người ta thống kê thấy là cái tiền liệt tuyến nó tăng trung bình khoảng 20 gram trong 10 năm. Đấy là một cái thống kê bình thường. Và người ta thấy là cái theo dõi cái sự ảnh hưởng đến lưu lượng dòng tiền của do cái tuyến tiền liệt thì người ta thấy là cái tiền lưu lượng dòng tiền ở người mà 40 tuổi nó đã giảm khoảng 2,1%. Đấy. Và mỗi năm nó sẽ giảm khoảng 2,1% cái lưu lượng dòng tiểu. Như chúng ta thấy là cái lưu lượng dòng tiểu bình thường ở người thanh niên, lưu lượng dòng tiểu tối đa là bình thường ở người thanh niên thì khoảng là 28 ml/s. Thế còn khi mà đái khó, khi mà ở người già thì vào khoảng 18 ml/s. Còn nếu như dưới 15 ml/s là bắt đầu xuất hiện đái khó. Thế về mặt sinh lý bệnh thì cái u phiền khi mà có mặt của u phiền tiền liệt tuyến thì nó thứ nhất là nó sẽ chèn ép vào cổ bằng quang. Đây chúng ta thấy đây là cái hình ảnh mà cái tiền liệt tuyến nó chèn ép vào cổ bằng quang, nó sẽ đẩy vào cổ bằng quang. Thứ hai là có thể nó nhô vào trong lòng bằng quang, cái thủy dứa này nó nhô vào trong lòng bằng quang. Khi mà nó, đấy chúng ta thấy đây là cái thủy dứa mà nó nhô hẳn vào trong lòng bằng quang như thế. Thế thì khi mà cái tiền liệt tuyến nó có sự có mặt của tuyến tiền liệt đó ở vùng cổ quang ấy, nó đẩy vào cổ quang như thế thì nó sẽ làm kích thích các tia receptor nhân cảm ở vùng cổ quang và nó làm cho bệnh nhân sẽ có
có cái cảm giác buồn đi tiểu giống như là kích thích của nước tiểu khi mà bọc con căng. Thế nên là khi mà một bệnh nhân bị phì đại lành tính tương liệt thì thường là người ta có cảm giác là khó chịu hoặc là cảm giác buồn tiểu hoặc là cảm giác thế thì khi chính vì vậy mà khi mà nó kích thích như thế thì nó làm cho rối loạn chức năng của bàng quang. Thì thứ nhất là nó rối loạn chức năng chứa đấy, tức là cái khả năng mà chứa đựng của bệnh nhân mà bị u phổi đại tràng tuyến là nó giảm đi, là bởi vì khi mà bàng quang chưa căng nhiều thì bệnh nhân đã buồn đi tiểu rồi, là bởi vì sao, là bởi vì cộng với lại cái kích thích của tràng tuyến nữa cộng với kích thích của nước tiểu nên là cái khả năng mà chứa đựng của bàng quang nó sẽ giảm đi, làm cho bệnh nhân khi mà bị cái khả năng mà chứa đựng nước tiểu giảm đi thì bệnh nhân sẽ phải đi đánh nhiều lần. Tuy đánh nhiều lần nhưng mà có thể là cản trở, nó lại gây cản trở nước tiểu nữa. Nó gây cản trở dòng tiểu từ bàng quang đi ra và nó sẽ làm tồn đọng nước tiểu trong bàng quang. Tức là một lần đái thì bệnh nhân sẽ đái rất là lâu, lượng nước tiểu ít nhưng mà vẫn đái không hết nước tiểu. Đấy là cái biến loạn của cái tiền tuyến đối với bàng quang. Thế đấy là nó cái ảnh hưởng thứ nhất là nó ảnh hưởng đến bằng sức chứa đựng của bàng quang, nó làm cho bệnh nhân sẽ bị giảm sức chứa đựng rồi làm giảm lưu lượng dòng tiểu đi ra và nó làm cho bệnh nhân đái nhiều lần. Đấy là cái khi mà người ta chia cái giai đoạn của tuyến tiền liệt nó ảnh hưởng đến bàng quang thì thứ nhất là giai đoạn đầu tiên là giai đoạn kích thích. Giai đoạn kích thích tức là cái tiền liệt tuyến nó như một cái gì mà nó chèn ép vào cổ bàng quang, nó tác động vào các cái receptor thụ cảm của bàng quang, nó làm cho bệnh nhân liên tục có cảm giác là buồn tiểu, khó tiểu hoặc là đi tiểu xón. Đấy, đấy là cái giai đoạn kích thích, hoặc là bệnh nhân sẽ rất khó chịu khi mà cái sự kích thích đó, đặc biệt là về đêm bệnh nhân sẽ phải đi đái đêm nhiều lần, là bởi vì khi vào đêm thì cái kích thích, cái nhận cảm của kích thích nó sẽ rõ hơn, thế nên là đêm có thể là bệnh nhân lại đái nhiều lần về đêm. Cũng có thể ban ngày người ta bị đái nhiều lần nhưng người ta không chú ý, nhưng mà đêm mà đái nhiều lần là người ta rất ảnh hưởng đến cái giấc ngủ của bệnh nhân. Thì giai đoạn thứ nhất là giai đoạn kích thích. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn ứ động nước tiểu, tức là nước tiểu nó bị ứ động ở trong bàng quang và nó làm cho làm cản trở cái dòng tiểu đi ra ngoài, nó làm cho nước tiểu bị ứ động trong bàng quang, nó làm cho bàng quang phải tăng co bóp để mà đẩy nước tiểu ra. Nên là khi mà bàng quang tăng co bóp như thế thì cái bàng quang nó sẽ, cái cơ bàng quang nó sẽ bị dày lên, giống như chúng ta thấy đi học tim mạch, chúng ta thấy cái bệnh nhân mà suy tim thì cái tim nó rất là to và nó cơ tim nó rất là dày lên. Đấy, đấy là cái giai đoạn thứ hai. Cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn bàng quang nó bị giảm trương lực, tức là qua một cái thời gian co bóp nhiều như thế nó sẽ bị mất trương lực do nó ứ động nước tiểu nhiều, rồi các cái cơ ở bàng quang nó làm việc nhiều, nó bị suy. Thế nên giai đoạn thứ ba là giai đoạn bị ứ động nước tiểu trong bàng quang. Và khi ứ động nước tiểu trong bàng quang thì nó sẽ làm cho thứ nhất là nhiễm trùng nặng lên. Bởi vì cái ứ động nước tiểu là đồng nghĩa với nhiễm trùng. Thứ hai nữa là
khi mà ứ động nước tiểu như thế ở trong bàng quang như thế thì nó sẽ bị ứ nước ở thận, là bởi vì khi mà ứ động nước tiểu trong bàng quang như thế thì cái áp lực trong bàng quang rất là lớn, nên là cái dòng nước tiểu đi từ thận xuống nó cũng bị cản trở và nó có thể là bị trào ngược nước tiểu từ bàng quang lên trên thận và làm cho nó giãn cả thận và niệu quản và nhiễm trùng ngược dòng từ bàng quang lên thận và bể thận và có thể viêm thận và bể thận. Thế nên là giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà nhiễm trùng rồi suy thận, đấy là cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ tư là cái giai đoạn bàng quang bé, vậy chúng ta thấy đây là cái hẻm bàng quang bé, tức là do quá trình viêm nhiễm nó sẽ làm cho cái bàng quang nó bị mất cái tính chất đàn hồi đi, nó bị sơ hóa lại và nó trở nên như là một cái cục sơ. Thế là và khi mà nó sơ như vậy thì là nó mất chức năng co giãn bình thường và nó trở thành bàng quang bé. Thế nên là những cái bệnh nhân mà bị bàng quang bé là cái dung tích của bàng quang nó chỉ còn chứa được khoảng 10 đến 20 ml. Thế nên là bệnh nhân đi tiểu liên tục suốt ngày, một ngày có thể hàng trăm lần. Thế nên là nhưng mà nói tóm lại thì ở một cái bệnh nhân phì đại lành tính tiên liệt thì không bao giờ đến cái giai đoạn bằng con bé được, là bởi vì thường là đến cái giai đoạn 3 là bệnh nhân đã bị tử vong rồi, chưa bao giờ đến bằng con bé cả. Cái bằng con bé thì thường gặp trong lao bằng quang chứ ít gặp trong khu phì đại lành tính tiên liệt. Nhưng mà nếu mà một tiến triển tự nhiên thì cũng có thể là nó đến cái giai đoạn như thế. Đấy là, nhưng mà cái bằng con bé trên thực tế lâm sàng thì chúng tôi rất ít gặp, chủ yếu là đến cái mức độ là suy thận mà giãn bằng quang giãn cũng trẻ rồi, giai đoạn 3 rồi, chứ giai đoạn 4 thì rất ít gặp. Hiện nay chúng ta thấy là cái hình ảnh của biến chứng của u phì đại tuyến liệt tiền liệt, tức là thứ nhất là nó sẽ làm cho bằng quang thành bằng quang nó dày lên, thứ hai là nó tạo thành các cái túi thừa bằng quang. Túi thừa bằng quang là sao, là bởi vì trong bằng quang nó cái áp lực bằng quang rất là lớn, do bằng quang nó co bóp cản trở bằng quang co bóp rất là nhiều. Thứ hai nữa là bệnh nhân dặn nữa phải cho đi tiểu, do đó mà áp lực trong bằng quang nó rất lớn. Khi mà áp lực lớn như thế thì nó sẽ tạo thành các cái túi thừa bằng quang, và cái túi thừa này người ta gọi là túi thừa bắc phải, và đặc biệt là nó sẽ làm cho giãn thận hai bên, tại vì thận hai bên và gây ra suy thận và nhiễm trùng nước tiểu ngược dòng, và có thể là có cả sỏi bằng quang và viêm nhiễm ở đường tiết niệu và đồng thời viêm nhiễm đường sinh dục nữa. Thế đấy là về cái mặt sinh lý bệnh của cái bệnh u phì đại lành tính tuyến tiền liệt. Thế về các cái triệu chứng lâm sàng thì trên lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy hai cái hội chứng chính của u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, đó là cái hội chứng kích thích và hội chứng tắc nghẽn. Thế thì cái hội chứng kích thích là cái hội chứng mà nó biểu hiện ở giai đoạn đầu của u phì đại lành tính tuyến tiền liệt, là do cái tiền liệt tuyến nó kích thích vào cái vùng cổ bàng quang và nó là gây ra cái hội chứng kích thích như tôi vừa nói. Đấy là cái hội chứng kích thích. Thứ hai là cái giai đoạn sau là cái giai đoạn tắc nghẽn, chèn ép, tức là nó chèn ép vào cổ bàng quang và đều đặn, nó làm cho bệnh nhân bị đến cái hội chứng gọi là hội chứng tắc nghẽn, thì nó biểu hiện bằng bệnh nhân đái khó, đái phải dặn, thời gian đi tiểu kéo dài và tiên nước tiểu yếu và nhỏ và đái không hết nước tiểu và tồn đọng nước tiểu trong bàng quang, là hội chứng tắc nghẽn. Thế thì thông thường thì bệnh nhân có thể đến khám vì những cái hội chứng kích thích, rồi hội chứng tắc nghẽn, rồi cũng có thể bệnh nhân đến khám vì các cái biến chứng của u phì đại lành tính tuyến liệt, đó là bi đái. Thì thông thường khoảng 25% bệnh nhân đến khám vì bi đái, chắc ở Việt Nam thì còn cao hơn nữa, là bởi vì thường bệnh nhân bi đái không tái được, bệnh nhân người ta mới đi khám. Thứ hai là viêm tinh hoàn và bão tinh hoàn, đấy là biểu hiện của cái nhiễm trùng đường tiểu, nó lan đường dòng, nó lan vào cái đường sinh dục và nó làm cho viêm tinh hoàn và bão tinh hoàn. Về khám lâm sàng thì thứ nhất là chúng ta phải khám xem thận có bị ứ nước không. Một bệnh nhân mà bị u phì đại lành tính mà đái khó và chúng ta khám có cầu bàng quang và thận to ứ nước thì đấy là biểu hiện của cái u phì đại lành tính ở cái giai đoạn muộn ba. Thank you.
Thứ hai là chúng ta xem có bệnh nhân có bị có cầu bàng quang hay không, phải khám xem có cầu bàng quang không. Khi mà bị đái cấp tính thì mình sẽ khám xem cái cầu bàng quang rất là căng và ấn vào bệnh nhân rất là đau. Còn nếu mà bị đái mãn tính thì chúng ta cũng có thể sở thấy cầu bàng quang nó căng trên xương mu, nhưng mà tất nhiên là nó mức độ căng nó sẽ ít hơn và ấn vào thì có thể là bệnh nhân chỉ cảm giác tức thôi, không đau căng như là cái bị đái cấp tính. Thứ ba nữa là chúng ta phải khám cái tinh hoàn và bào tinh hoàn hai bên xem là có bị viêm nhiễm ở đường sinh dục hay không. Một cái nữa là chúng ta phải khám dương vật và xem bao quy đầu, xem là bệnh nhân có bị viêm chít bao quy đầu hay không, có bị hẹp bao quy đầu hay không, để mà loại trừ cái nguyên nhân đấy là một trong những nguyên đái khó ở những cái bệnh nhân. Và một động tác rất quan trọng nữa là thăm trực tràng, là bởi vì khi chúng ta mà khám ở trên lâm sàng thì thường chúng ta không sờ thấy được tiền tuyến lưỡi tuyến, chúng ta phải sờ được tiền lưỡi tuyến qua thăm trực tràng. Thế thì thăm trực tràng là một cái động tác cơ bản nhất để mà xác định cái u phổi đại lành tính tuyến tiền liệt. Thế thì đối với những cái u phổi đại mà khi mà chúng ta thăm trực tràng thì chúng ta sẽ thấy được một cái khối u nó ngay sau xương mu. Khi mà chúng ta đưa cái tay vào trong lòng trực tràng thì ngay sau xương mu chúng ta sẽ cảm nhận được một cái khối, nó thông thường là nó tròn, ranh giới rõ và mật độ nó hơi chắc hơn so với tổ chức xung quanh, và đặc biệt là ranh giới rõ và bề mặt nó nhăn. Đấy là cái quy đại lành tính tuyến tiền liệt. Và tất nhiên là trong cái quá trình thăm khám như thế chúng ta có thể xác định được kích thước của cái tuyến đó, cái u đó nó là khoảng kích thước khoảng bao nhiêu cm đấy, để người ta ước lượng ra được cái trọng lượng của cái tuyến. Thế thì cũng thăm trực tràng thì chúng ta cũng có thể phát hiện được ung thư tuyến tiền liệt, là bởi vì khi mà ung thư tuyến tiền liệt thì chúng ta có thể sờ thấy các cái nhân chứng. Đối với lại phổi đại lành tính tuyến tiền liệt thì chúng ta sờ thấy một cái khối rất là đồng đều, có căng mặt nhăn, nhưng mà nếu ung thư chúng ta sẽ sờ thấy các cái nhân cứng. Và thông thường thì người ta thấy là khoảng 14-30% bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt có thể sờ thấy bằng thăm khám trực tràng. Và tất nhiên là u ở giai đoạn 4 mà đã xâm nhiễm vào tổ chức xung quanh rồi thì chúng ta sẽ thấy được một cái tổ chức rất là cứng chắc và nó không có ranh giới nữa, là bởi vì nó đã lan tỏa ra xung quanh. Đấy là cái giai đoạn 4 của cái ung thư tuyến tiền liệt. Thế đấy là thăm khám lâm sàng. Về xét nghiệm cần lâm sàng thì một cái xét nghiệm thông thường nhất trên lâm sàng đó là siêu âm. Trên siêu âm thì người ta xác định được cái tuyến tiền liệt rất là tốt, là bởi vì thứ nhất là người ta xác định được cái kích thước của nó, là nó giúp cho chúng ta đánh giá được kích thước của cái tuyến này là bao nhiêu cm khối. Thứ hai nữa là nó đo được cái mật độ của cái tuyến tiền liệt này, xem cái tuyến tiền liệt này nó có đồng nhất hay không. Đấy. Thứ ba nữa là thông thường ấy thì cái tuyến tiền liệt nó sẽ như trên lâm sàng chúng ta thấy nó gồm có hai thủy bên và một thủy giữa, và hai cái thủy bên đấy là nó nằm hai bên đều đặn và đều đặn đi ở giữa, và hai thủy bên đấy thông thường là nó cân đối nhau, tức là nó kích thước nó tương đương nhau và nó nằm đối xứng nhau ở đường giữa là đều đặn. Đấy là cái và trên mật độ của nó đồng nhất, tức là mật độ của tuyến tiền liệt trên cái cấu trúc của siêu âm là nó sẽ đồng nhất. Thế còn nếu như ung thư tuyến tiền thì chúng ta sẽ thấy các cái ổ giống âm ở trong tuyến tiền liệt. Và qua siêu âm thì người ta xác định được kích thước của tuyến tiền liệt là bao nhiêu cm khối, là bởi vì người ta cho cái tuyến tiền liệt là một cái hình cầu và người ta tính cái thể tích của nó là bằng cái ba cái đường kính chiều dài, chiều rộng và chiều cao nhân với nhau chia cho 2 thì sẽ ra được kích thước thể tích của tuyến tiền liệt, và cái thể tích đó là cũng tương đương với lại trọng lượng của tuyến tiền liệt. Ví dụ như là cái u này nó thể tích là 30 cm khối thì cái trọng lượng của nó cũng tương đương với 30 g, là bởi vì người ta cho cái tỷ trọng của nó là bằng tỷ trọng của nước là bằng 1. Thế nên là trên lâm sàng thì người ta hay nói là cái tuyến tiền liệt này là bao nhiêu gam, nhưng mà thực tế thì siêu âm người ta sẽ xác định bằng cái kích thước và cái thể tích. Và siêu âm nó còn đánh giá được cái bằng quang như thế nào. Thứ nhất là có sỏi hay không, có u ở bằng quang phối hợp hay không, cái thành bằng quang có dày hay không, và cái mức độ cái tiền liệt tuyến này nó lồi vào trong lòng bằng quang như thế nào. Và đặc biệt là người ta đo được cái lượng nước tiểu cặn, tức là khi mà siêu âm ấy, thì người ta cho bệnh nhân
nhìn tiểu để bằng quang căng lên để người ta siêu âm đánh ra cái tiền đình tuyến rất rõ. Nhưng mà sau đó thì bệnh cho bệnh nhân đi tiểu, sau đó thì người ta đo lại xem là còn đọng nước tiểu trong bằng quang không, để đo lượng nước tiểu cặn, và siêu âm nó cũng tính được cái thể tích nước tiểu cặn trong bằng quang. Một cái nữa là đánh giá hai thận, xem là hai thận có bị ứ nước hay không, có bị giãn hay không. Thế nên là siêu âm là rất quan trọng trong cái xác định tuyến tiền liệt. Thế còn siêu âm thì đối với ung thư tiền tuyến thì người ta sẽ phát hiện được các cái ổ rỗng âm ở trong tuyến tiền liệt. Đây chúng ta thấy đây là cái hình ảnh của cái ổ rỗng âm của tuyến tiền liệt, nó nằm ở khi mà người ta siêu âm qua trực tràng, là bởi vì trên thực tế lâm sàng thì người ta ít khi dùng siêu âm qua trực tràng, là bởi vì siêu âm qua đường bụng cũng đủ để đánh giá một cách tương đối chính xác cái tuyến tiền liệt. Còn siêu âm qua trực tràng là khi mà cần thiết để mà làm sinh thiết, qua hướng dẫn của siêu âm qua trực tràng thì người ta sẽ làm siêu âm qua trực tràng để mà làm sinh thiết. Thế đấy là cái siêu âm. Cái xét nghiệm thứ hai là kháng nguyên tuyến tiền liệt. Thế thì đấy, như chúng ta thấy là một cái bệnh nhân bị u phổi lành tính tuyến tiền liệt thì bao giờ chúng ta cũng phải xem là có bị ung thư không. Thế nên là cái kháng nguyên tuyến tiền liệt nó rất giá trị để mà xác định định hướng là bệnh nhân này có bị ung thư hay không. Thế thì chúng ta thấy là bình thường cái kháng nguyên tuyến tiền liệt đấy là nó khoảng đối với u phổi lành tính là nó khoảng dưới 4-5 trên lít đấy. Thế mà nếu mà cái PSA này nó trong khoảng từ 4-10 nanogram là người ta đã bắt đầu nghi ngờ bệnh nhân có thể bị ung thư tuyến tiền liệt, và trên 10 nanogram thì chắc chắn là phải làm chi tiết tuyến tiền liệt để xác định xem cái tuyến tiền liệt này có tế bào ung thư hay không. Thế nên là cái PSA này là nó chỉ đặc hiệu cho tuyến tiền liệt thôi, chứ không phải là đặc hiệu cho ung thư tuyến tiền liệt. Thế nhưng mà trong ung thư tuyến tiền liệt thì cái nồng độ PSA nó tăng lên rất cao, đặc biệt là đối với những cái bệnh nhân mà giai đoạn muộn mà di căn hạch, hoặc là những đã di căn xương rồi, giai đoạn 4 thì cái PSA nó tăng rất cao, có bệnh nhân tăng lên hơn 1.000, có thể đến 10.000. Thế nên là cái PSA này rất có giá trị trong định hướng chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, và đặc biệt là theo dõi những cái bệnh nhân điều trị sau những ung thư tuyến tiền liệt, người ta cũng theo dõi bằng PSA để xem là cái dựa vào cái sự tái phát tăng trở lại của PSA mà người ta biết được là, hoặc là cái sự giảm xuống của PSA này người ta biết được là cái điều trị này có hiệu quả hay không, hoặc là điều trị ổn định rồi nhưng bệnh nhân tái phát, khi nào thì bệnh nhân tái phát thì người ta cũng theo dõi bằng PSA để người ta biết được là cái thời điểm bệnh nhân tái phát để người ta tiếp tục điều trị. Thế nên là trên của bệnh nhân ung thư đại lành tính tuyến tiền liệt thì bao giờ chúng ta cũng phải xét nghiệm PSA để xem là cái PSA nó ở mức độ bình thường hay không. Thế ngoài hai cái xét nghiệm trên thì người ta còn có các xét nghiệm khác. Thứ nhất là soi bằng quang đều đặn. Trong những trường hợp mà trên lâm sàng người ta thấy có bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng rõ của cái bệnh thì là lành tính tuyến tiền liệt nhưng mà siêu âm lại không xác định được u phổi đại, tức là bệnh tiền liệt tuyến nó cũng to, thì chúng ta phải soi bằng quang đều đặn xem là cái tiền liệt tuyến này nó có chèn ép vào cổ bằng quang hay không, nó có chèn ép vào đều đặn tiền liệt tuyến hay không, thì chúng ta phải soi bằng quang đều đặn để xác định, hoặc là soi bằng quang đều đặn để chúng ta loại trừ các nguyên nhân khác, ví dụ như là hẹp đều đặn hoặc là bằng quang thần kinh. Và một cái xét nghiệm nữa là người ta đo liều đồng hồ vũng tiểu để người ta, thứ nhất là người ta đo áp lực trong bằng quang và đều đặn để xem là bằng quang này nó có bị tăng áp lực hay không. Thứ hai là đặc biệt là người ta đo cái lưu lượng dòng tiểu đấy, và đặc biệt là cái chỉ số Qmax, tức là cái lưu lượng dòng tiểu tối đa, tức là cái lưu lượng dòng tiểu mà người ta đo ở cái thời điểm mà cái lưu lượng dòng tiểu nó mạnh nhất và người ta trên dây đấy, thì người ta gọi là lưu lượng dòng tiểu tối đa. Thì nếu mà cái lưu lượng dòng tiểu này trên 15 ml trên dây là bệnh nhân đái bình thường, không có đái khó. Nếu đái khó nhẹ là từ khoảng 15-10 ml trên dây là đái khó nhẹ, và trên dưới 10 ml trên dây là đái khó nặng, là chúng ta phải can thiệp ngoại khoa. Thế nhưng cái bệnh nhân mà đái khó ở mức độ nhẹ, mức độ vừa thì chúng ta có thể điều trị nội khoa, nhưng mà những cái bệnh nhân mà đái khó nhiều, đặc biệt là những bệnh nhân bị đái rồi thì chắc chắn là phải can thiệp ngoại khoa. Thế
đấy là liều đồng học nước tiểu. Thế thì chuẩn đoán phân biệt với lại cái ung thư tuyến tiền liệt, đối với ung thư này là tuyến tiền liệt, bao giờ chúng ta phải phân biệt với ung thư tuyến tiền liệt? Thì thứ nhất là chúng ta sẽ dựa vào và thăm trực tràng xem là cái tuyến tiền liệt này nó có các nhân cứng hay không, cái ranh giới nó khoảng đồng rõ hay không. Thứ hai là trên siêu âm người ta xác định là tiền liệt tuyến nó có các ổ giống âm hay không, hoặc các cái thùy tiền liệt tuyến nó có cân đối đối xứng với nhau hay không, và cái mật độ của nó có đồng nhất hay không, và đặc biệt là xét nghiệm PRA tăng cao hay không, và tất nhiên là xét nghiệm chuẩn vàng của nó là phải lọc chi tiết thì mới xác định được là chắc chắn là ung thư tuyến tiền liệt. Thế ngoài chuẩn đoán phân biệt ung thư tuyến tiền liệt thì người ta phải chuẩn đoán thêm các nguyên nhân đái tháo khác, ví dụ như là sơ hẹp cổ bàng quang, như là chúng ta vừa thấy, ví dụ như cái bệnh nhân mà có triệu chứng lâm sàng đái khó, rối loạn tiểu tiện nhưng mà tiền liệt tuyến không to thì chúng ta phải soi bàng quang để xem là có bị hẹp chít hẹp cổ bàng quang không, thì đó là cái sơ cứng cổ bàng quang. Nhưng mà thực ra sơ cứng cổ bàng quang này cũng là biểu hiện của u phi đại lành tính tuyến tiền liệt, nó gây viêm nhiễm và nó gây đái khó và nó gây viêm nhiễm, rồi nó làm cũng là sơ hẹp, đấy là cũng là một cái biểu hiện cái viêm nhiễm nó để lại cái sẹo sơ ở cổ bàng quang. Thứ hai là hẹp niệu đạo. Hẹp niệu đạo thì thường gặp ở những cái người trung niên, mà nguyên nhân là có thể là do chấn thương, thường là do chấn thương niệu đạo. Thì người ta sẽ dựa vào cái tiền sử bệnh, rồi người ta phải chụp niệu đạo để người ta xem có hẹp niệu đạo hay không. Một cái nữa là bằng quang thần kinh. Bằng quang thần kinh tức là bằng quang nó bị liệt, nó không có bóp. Thì cái bằng quang thần kinh này ấy, thì chủ yếu là gặp ở những cái người bị chấn thương cột sống, nó bị gây liệt tủy, rồi nó liệt các cái thần kinh chi phối vận động bằng quang, nó làm cho bằng quang liệt, thì người ta gọi là bằng quang thần kinh, tức là bằng quang nó không có thần kinh chi phối. Một cái nữa là viêm áp xe tiền liệt tuyến. Viêm áp xe tiền liệt tuyến này cũng là một cái bệnh tương đối cũng hay gặp ở tiền liệt tuyến, nhưng mà cái bệnh này nó hay gặp ở lứa tuổi trung niên, tức là cái lứa tuổi mà đang hoạt động sinh dục, đang hoạt động tình dục đấy, thì thường cái viêm nhiễm là nó liên quan đến hoạt động tình dục. Và trước kia thì chúng tôi cũng hay gặp cái biến chứng là áp xe tiền liệt tuyến, nhưng gần đây thì ít gặp hơn, là bởi vì cái trình độ, rồi cái mức sống, rồi cái điều kiện vệ sinh của chúng ta nó tốt hơn, thế nên là ít gặp hơn. Nhưng mà vẫn còn gặp ở những cái vùng núi thì gặp, có những cái bệnh nhân ở vùng sông xa thì vẫn có thể gặp những cái áp xe tiền liệt. Thì với cái bệnh nhân bị áp xe tuyến tiền liệt thì nó cũng gây rối loạn tiểu tiện, cũng bị đái khó, nhưng đặc biệt bệnh nhân có hội chứng nhiễm trùng, sốt cao, rồi khi chúng ta thăm trực tràng thì chúng ta sẽ thấy cái tuyến tiền liệt nó như một cái ổ mủ, một cái giống như chúng ta thấy nó sưng nóng đỏ đau, và chúng ta thăm vào cái tuyến tiền liệt thì rất là nóng và nó mềm, và khi mà ấn vào thì có thể có mủ trào ra, thì đấy là áp xe tuyến tiền liệt. Và đặc biệt là siêu âm người ta cũng rất thể thấy ổ áp xe rất là rõ. Đấy là về chuẩn đoán cái ung thư đại lành tính tuyến tiền liệt. Thế về điều trị thì đây là một bệnh lành tính, thế nên là chúng ta chỉ điều trị khi mà bệnh nhân có triệu chứng hay không. Đối với cái ung thư đại lành tính tuyến tiền liệt mà ung thư đại lành tính tuyến tiền liệt mà không có triệu chứng lâm sàng thì chúng ta không phải điều trị. Còn nếu như bệnh nhân có hội chứng lâm sàng thì chúng ta phải điều trị. Thì cái điều trị đó tùy theo cái mức độ ảnh hưởng của tuyến tiền liệt lên cái đường tiết niệu mà chúng ta sẽ điều trị nội khoa hay ngoại khoa. Thế thì thứ nhất là điều trị nội khoa. Thì điều trị nội khoa là nó chỉ định trong những cái bệnh nhân mà có biểu hiện hội chứng kích thích thôi. Còn những bệnh nhân trẻ tuổi và những cái bị tuyến tiền liệt nhưng mà nó chưa gây biến chứng nặng thì người ta điều trị nội khoa. Điều trị nội khoa là gì? Cái mục đích của điều trị nội khoa là gì? Mục đích là điều trị chống viêm bằng kháng sinh. Thứ hai là chống phù nề, co thắt cổ bàng quang và niệu đạo tiền liệt tuyến, và chống kích thích. Đấy.
chứ điều trị nội khoa nó không có tác dụng là điều trị giảm được cái thể tích của tuyến tiền liệt, hoặc là nó, điều trị nội khoa nó cũng không làm ngừng cái sự phát triển tăng sinh của tuyến tiền liệt. Thế thì các thuốc điều trị nội khoa thì gồm có, thứ nhất là cái thuốc đối kháng alpha adrenergic. Như chúng ta biết, cái tuyến tiền liệt khi mà nó có mặt ở cái vùng cổ bàng quang, nó kích thích vào cổ bàng quang thì nó kích thích vào cái receptor alpha. Chúng ta thấy là cái bàng quang thì nó gồm có hai cái receptor alpha và beta, giống như mạch máu nó gồm có hai cái receptor. Cái beta thì nó chủ yếu là vùng đỉnh của bàng quang, còn alpha thì chủ yếu vùng đáy của bàng quang. Và người ta dùng các cái thuốc để tranh chấp cái receptor này, nó làm cho khi mà nó tranh chấp vào cái receptor đó, nó làm cho bệnh nhân mất cái triệu chứng kích thích đi. Thì thông thường trên lâm sàng người ta hay dùng cái sartan để cho bệnh nhân, những cái bệnh nhân mà rối loạn tiểu tiện, đái khó nhẹ, hoặc là có những cái hội chứng kích thích khó chịu thì đái đê nhiều, thì người ta dùng cái alpha adrenergic. Thứ hai là người ta dùng có cái thuốc chống men chuyển 5 alpha reductase, tức là cái men này nó có tác dụng là biến đổi từ testosterone thành dihydrotestosterone. Và cái dihydrotestosterone này ấy, là nó có tác dụng gây tăng sinh tuyến tiền liệt mạnh từ 10 gấp 10 đến 40 lần so với lại testosterone. Thế nên là cái dihydrotestosterone này nó gây tăng sinh tuyến tiền liệt nhanh hơn, mạnh hơn testosterone. Nên là người ta dùng các thuốc chế biến chuyển để cho làm cho testosterone không chuyển hóa thành dihydrotestosterone để làm giảm cái sự tăng sinh của tuyến tiền liệt. Thứ ba nữa là người ta dùng trên các cái thảo dược. Trên thực tế thì người ta có các cái thảo dược, ngay ở Mỹ người ta cũng dùng rất nhiều các thảo dược. Người ta thấy các cái cây, cái cỏ cũng có tác dụng là chống viêm, chống phù đề và chống co thắt. Và cũng có thể có tác dụng là giảm cái thể tích tuyến. Như ở mình thì hay dùng là cái hoặc ung thư nữ. Mà có tác dụng là điều trị cái tăng sinh tuyến tiền liệt, nhưng mà tất nhiên là nó chưa có cái nghiên cứu lâm sàng để mà chứng minh cái tác dụng thực sự của nó. Thế đấy là điều trị nội khoa. Thứ hai là điều trị ngoại khoa. Như chúng ta biết ấy, thì cái tuyến tiền liệt ấy là nó sẽ tăng sinh liên tục khi mà nó đã bắt đầu xuất hiện, để nó phát triển liên tục theo tuổi tác. Thế nên là mặc dù chúng ta điều trị nội khoa thì vẫn đi đến cái giai đoạn điều trị ngoại khoa ở trên một bệnh nhân. Trên một bệnh nhân thì thường người ta có thể điều trị nội khoa từ 1 đến 2 năm, sau đó phải chuyển sang điều trị ngoại khoa, là bởi vì cái điều trị nội khoa đó nó không làm giảm được cái sự phát triển của tuyến tiền liệt, và không giảm được sự phát triển tuyến tiền liệt thì nó cũng không làm giảm được cái sự rối loạn tiểu tiện, rồi cái mức độ đái khó, do đó mà vẫn phải đi đến giai đoạn điều trị ngoại khoa. Thế thì điều trị ngoại khoa chỉ định cho những cái u mà gây cản trở nhiều, bệnh nhân đái khó, đái nhiều lần và lượng nước tiểu cặn trong bàng quang là trên 100 ml và cái lưu lượng dòng tiểu là dưới 10 ml trên giây. Đấy, thứ nhất là những cái tiêu chuẩn như thế. Thứ hai là những cái u gây biến chứng như là bị đái cấp tính, phải đặt sông niệu đạo rồi, hoặc là phải dẫn lưu bàng quang rồi, tức là không đạt được sâu được nào nữa, phải dẫn lưu bằng quang, hoặc là những cái bệnh nhân suy thận, tức là đã giai đoạn 3 rồi, sẽ ứ nước ở bằng quang rồi ứ nước ở thận, nhiễm khuẩn niệu, sỏi bằng quang rồi cứ đưa bằng quang. Đấy là những cái đã gây biến chứng rồi thì chúng ta bắt buộc phải điều trị ngoại khoa. Thế thì người ta chỉ định điều trị ngoại khoa là dựa vào các cái tiêu chuẩn như thế. Thế chúng ta thấy đây, người ta điều trị tiêu chuẩn người ta không hoàn toàn dựa vào cái u này to hay bé, mà hoàn toàn chỉ dựa vào cái biến loạn của cái tuyến tiền liệt nó tác động lên đường tiết niệu này thôi. Thế nhưng mà cái phương pháp điều trị ngoại khoa ấy, thì người ta phải dựa vào kích thước của u. Thì hiện nay điều trị ngoại khoa nó gồm có hai phương pháp chính, đó là phẫu thuật nội soi và phẫu thuật mổ mở. Thế thì phẫu thuật nội soi thì người ta chỉ sử dụng cho những cái u có kích thước vừa và nhỏ thôi, còn những cái u mà lớn thì người ta phải mổ mở.
đối với cái u mà kích thước khoảng dưới u mà khoảng từ 30 đến 50 gram thì người ta gọi là u nhỏ, còn u 50 đến 70 gram là u vừa, còn u trên 70 gram là u lớn. Thì đối với những cái u mà nó trên 70 gram thì người ta phải mổ bóc và phẫu thuật nội soi chỉ mổ những cái u mà từ trọng lượng của nó khoảng dưới 70 gram thôi. Thì với những cái u như thế thì cũng có từ khoảng 70 đến 95% bệnh nhân tiền liệt tuyến, thì là tiền liệt tuyến đã được xác định một nội soi. Thế còn cái số lượng cái u mà lớn thì ít lắm, thường chỉ chiếm khoảng 5 đến 10% thôi. Thế nên là đa số những bệnh nhân mà u phế đại này thì tiền liệt tuyến là xác định một nội soi. Thì cái mục đích của một nội soi là người ta cắt toàn bộ cái tổ chức phế đại này tính trước tiền liệt, và nó bắt đầu từ phía cổ bằng quang rồi đến phía vùng núi về vùng núi và cắt ở hai phía bên. Và hiện nay thì đây là một cái phương pháp chuẩn vàng của điều trị tuyến tiền liệt, là bởi vì sau điều trị thì bệnh nhân đạt được cái kết quả về tiểu tiện rất là tốt, và cái kết quả này nó ổn định lâu dài và ít khi bị tái phát. Đây chúng ta thấy đây là cái hình ảnh của cái tuyến tiền liệt, và sau khi người ta đã lấy bỏ cái tổ chức phi đại ở phía trong tuyến tiền liệt rồi, bây giờ nó còn cái vỏ của nó, và chúng ta thấy cái ranh giới của nó là đến cuối cùng là cái vùng núi. Chúng ta thấy ở vị trí sau giờ đấy là cái vùng núi, đấy là cái chỗ cuối cùng của tuyến tiền liệt. Đây chúng ta thấy là cái hình ảnh người ta cắt nội soi tuyến tiền liệt. Thế thì E6 thì chắc là cũng ít khi được lên xem mổ, chúng ta cũng không thể hình dung được cắt nội soi tuyến tiền liệt là người ta làm như thế nào. Tức là người ta có một cái máy, một cái tay cắt và có một cái ống soi, người ta đặt vào trong niệu đạo, qua niệu đạo, và người ta cắt tiền liệt tuyến thành các cái mảnh nhỏ, sau đó thì người ta hút ra ngoài. Thế nên là vì cắt tiền liệt tuyến thành các mảnh nhỏ như thế nên là thứ nhất là trong quá trình cắt thì nó sẽ bị chảy máu, bởi vì khi cắt như thế thì các mảnh máu nó đứt, nó sẽ chảy máu ra, và khi nó chảy máu như thế thì người ta phải dùng cái nước rửa để rửa vàng để hòa loãng cái máu ấy ra, và là để cho cái phẫu trường mình mổ nó sẽ sáng, tức là nó nước nó trong thì nó mới có ánh sáng để chúng ta mới nhìn thấy phẫu trường để chúng ta mổ được. Thì thứ nhất là người ta phải có một cái hệ thống nước rửa vào, và thứ hai là hệ thống nước cái máy đấy, cái ống soi đấy nó phải có một cái đường nước ra đấy, để vừa nước vào vừa nước ra đấy. À, chúng ta thấy đây người ta cắt thành rất nhiều mảnh nhỏ. Thế thì nếu một cái u nhỏ và vừa thì cái thời gian cắt là nó tương đối nhanh. Thế nếu như mà u to thì chúng ta cắt rất là lâu. Thế thì thường người ta thấy là những cái bệnh nhân mà mổ mà sau một mổ nội soi mà trên một tiếng thì tỷ lệ biến chứng rất là lớn. Thế nên là người ta trên lâm sàng người ta mới quy định là thường là mổ những cái u khoảng dưới 70 gram, là bởi vì như thế, bởi vì người ta cho là mỗi phút là chúng ta cắt được 1 gram thì khoảng u khoảng 60 gram, tức là cắt trong 60 phút là vừa. Đấy, đến 70 gram là cũng có thể là sai số, nó có thể lên đến 10 gram thì chúng ta cũng vẫn có thể là chỉ định mổ nội soi được. Thế còn nếu mà trên 70 gram thì cái thời gian cắt rất lâu, cái cắt lâu như thế thì sẽ chảy máu, đồng thời với các cái dịch mà chúng ta rửa vào bệnh nhân nó sẽ hấp thu vào trong bệnh nhân thì nó sẽ gây những cái biến chứng, người ta gọi là chứng nội soi. Hoặc là chúng ta không cắt hết cái tổ chức phi đại lành tính. Đấy, chúng ta thấy trên cái hình ảnh vừa rồi mà chúng ta thấy cái vỏ tiền liệt tuyến còn lại như thế là người ta đã cắt hết hoàn toàn cái tổ chức phi đại lành tính. Còn cái hình ảnh vừa rồi ấy, chúng ta thấy là cái u người ta đang cắt chưa hết. Đấy, nếu mà những cái u to thì cái khả năng cắt không hết u là rất lớn. Thế nên là cái kết quả nó sẽ không được tốt. Thế nên là người ta ít khi người ta chỉ định mổ u to, và u to thì người ta phải mổ bóc vào như thế. Thế đây chúng ta thấy đây là cái cảnh người ta mổ nội soi. Nếu như chúng ta để lại cái phần u mà còn lại đây mà không cắt, chúng ta cắt từ cổ bằng quang xung quanh, nhưng mà nếu mà để lại cái phần chỗ này thì chắc chắn là bệnh nhân sẽ vẫn tái khó, là vì nó vẫn hẹp. Chúng ta thấy chưa? Thế nên là mổ là phải lấy hết được cái phì đại tiền liệt tuyến ở phía trong đó thì mới đảm bảo được kết quả tốt. Đây chúng ta thấy là cái hình ảnh của cái nội soi, qua nội soi đây chúng ta thấy là giữa là cái u núi. Đấy, chúng ta đây là cái u núi, cái quan trọng của u núi. U núi thứ hai là hai cái thùy hai bên, cái niệu đạo ở giữa này chúng ta thấy. Thế thì cái dao cắt này đấy,
nó ra một cái người ta gọi là cái ăn cắt, nó có hai chế độ, một cái chế độ cắt và một chế độ đốt. Khi mà chảy máu thì chúng ta chuyển cái beta sang cái chế độ đốt và nó sẽ cầm máu. Thế đấy là phẫu thuật nội soi. Cái phương pháp thứ hai là phẫu thuật mổ mở, thì người ta chỉ định đối với những cái u khoảng trên 70 gram, hoặc là có bệnh nhân kèm theo các cái bệnh phối hợp như túi thừa bằng quang, hoặc tất nhiên đây là túi thừa bằng quang bẩm sinh chứ không phải túi thừa bằng quang mắc phải. Túi thừa bằng quang bẩm sinh tức là bệnh nhân này đã từ lâu đã có túi thừa rồi, nhưng mà khi bị tiền liệt tuyến thì cái túi thừa nó to lên nhiều, thì chúng ta phải mổ cắt túi thừa và bóc u, hoặc là có những cái sỏi quá to thì chúng ta vừa mổ lấy sỏi và vừa bóc u. Hoặc là những cái bệnh nhân mà có cái niệu đạo nó bé, bởi vì cái máy này đặt vào trong máy cắt này, người ta đặt vào trong niệu đạo nó có kích thước là khoảng 8 đến 7 đến 8 mm, 7 đến 8 mm tức là gần 1 cm. Thế nên là đối với những cái bệnh nhân mà niệu đạo bé, chúng ta không đặt được cái máy đấy thì chúng ta phải mổ để mà bóc u. Thế nên là một mở là chỉ đến trong những cái trường hợp như thế. Thì trong mổ mở thì nó gồm còn lại có hai phương pháp. Một phương pháp thứ nhất là phương pháp Milanh. Phương pháp Milanh tức là người ta bóc tiền liệt tuyến mà người ta dạch vào trực tiếp cái mặt trước của tuyến tiền liệt để người ta bóc cái nhân sơ ở trong. Để chúng ta đây là cái ảnh mà người ta, đây là cái tiền liệt tuyến. Để chúng ta thấy, đây là cái bàng quang này, còn đây là cái tiền liệt tuyến này. Đây là người ta đã dạch cái vỏ của tuyến tiền liệt ra rồi. Cái vỏ này thì nó gồm thành phần của nó là cái gì? Vỏ của nó là thành phần gồm có thứ nhất là các cái mạch máu mà phía trước của nó là gì, là cái đám rối tĩnh mạch Santorini phía trước bằng quang. Thứ hai là các cái tổ chức tuyến rồi các cái cơ vòng của niệu đạo. Đấy, thế nên là cái vỏ của nó là như thế, và cái nhân sơ ở phía trong, và người ta sẽ bóc cái nhân sơ ở phía trong như là chúng ta bóc cái muối cam ra khỏi cái quả cam, còn để lại cái vỏ của nó chính là cái vỏ của cái quả cam. Để chúng ta sau khi người ta đã lấy ra, người ta cho và lóc. Và khi lóc như thế thì toàn bộ cái u nó nằm gọn trong một cái khối như mà chúng ta thấy cái khối quả vừng người ta vừa cắt ra đấy. Đấy, đấy là phương pháp Milanh. Thế sau khi mà người ta bóc xong như thế thì người ta sẽ đặt một cái sông vào trong niệu đạo. Tất nhiên người ta không cầm máu. Người ta đặt một cái sông niệu đạo và người ta không kín lại cái chỗ vừa rạch cái vỏ tiền liệt tuyến đó. Thế đấy là cái phương pháp Milanh, là người ta không mở bằng quang để người ta bóc tiền liệt tuyến. Cái phương pháp thứ hai là phương pháp liên sắc. Thì phương pháp liên sắc là người ta phải mở bằng quang ra và người ta cho tay vào trong bằng quang đó người ta bóc cái nhân sơ tuyến tiền liệt. Chúng ta thấy đây là cái bằng quang, người ta cho cái tay vào trong lòng bằng quang để người ta bóc cái nhân sơ. Thì đấy là hai cái phương pháp phẫu thuật u tiền liệt tuyến. Thế ngoài hai phương pháp trên thì còn một số phương pháp khác người ta gọi là mang tính chất là điều trị tạm thời. Nếu như bệnh nhân mà không muốn mổ điều trị tiền căn thì người ta có thể dùng các phương pháp khác, hoặc là những cái bệnh nhân mà già yếu quá mà có thể là không mổ được bằng phương pháp như thế thì người ta sẽ dùng cái phương pháp thứ nhất là có thể nong tiền liệt tuyến bằng bóng, tức là người ta đặt một cái ống thông mà có cái bóng giống như cái sông Foley ấy, nó có cái bóng ấy, đặt vào cái vùng tiền liệt tuyến và người ta bơm cái bóng lên để nó ép cái tiền liệt tuyến vào cái niệu đạo, để nó ép cái tiền liệt tuyến nở ra để cho cái lòng niệu đạo nó giãn ra. Thì đấy gọi là nong niệu đạo tiền liệt tuyến vòng vòng. Thứ hai là người ta có thể đặt stent, giống như đặt stent ở tim mạch, những mạch máu ấy, người ta có stent người ta đặt vào trong cái niệu đạo tiền liệt tuyến để cho cái stent đấy lúc nào nó cũng giãn ra như thế, nó đẩy ép cái tiền liệt tuyến lại và làm cho cái lòng niệu đạo lúc nào nó cũng rộng. Thứ ba là điều trị bằng nhiệt. Nhiệt tức là người ta dùng các cái sóng cao tần đốt tuyến tiền liệt để cho nó teo đi. Cái nữa là có thể cắt tiền liệt tuyến bằng laser. Thì đấy là những cái phương pháp mà điều trị mà không được coi là chuẩn vàng mà chỉ mang tính chất tạm thời đối với u phi đại lành tính tuyến tiền liệt.
này tóm lại, điều trị u phi lại là cái tuyến liệt thì thứ nhất là người ta điều trị nội khoa. Cái mức độ mà điều trị nội khoa là thứ nhất là bệnh nhân ở cái giai đoạn kích thích, tức là chưa gây chèn ép nhiều thì người ta sẽ điều trị nội khoa. Và điều trị ngoại khoa là khi mà bệnh nhân đã có biến chứng, có gây đái khó nhiều, gây cản trở đường nước tiểu nhiều thì người ta phải điều trị ngoại khoa. Và trong điều trị ngoại khoa thì người ta có hai phương pháp, một là phương pháp nội soi, thứ hai là phương pháp mổ mở. Thì chỉ định của hai phương pháp đó là dựa vào cái kích thước của tuyến. Nếu như u bé, u vừa thì người ta cắt nội soi, còn u lớn thì người ta mổ bóc. Nếu ngoài ra thì còn một số các phương pháp điều trị thì không tiệt căn hoặc là điều trị tạm thời. Bởi vì những cái phương pháp đó thì chỉ trong một thời gian ngắn là bệnh nhân nó sẽ lại tái phát lại và lại tái khó lại. Đấy. Thế nên là người ta gọi là điều trị tạm thời là như thế. Đấy, thế thì tôi đã giảng xong cái bài phi đại điều trị tuyến tiền liệt. Thế trong cái phần này, bài này thì có bạn nào hỏi gì không? Em thì cho em hỏi bác câu là thứ nhất là cái chỉ số IPRA. Cái đó nó đánh giá cái mức độ đái khó rất là tốt. Đấy, nhưng mà thường thì nó dùng cho các bác sĩ nội khoa nhiều hơn là bởi vì cái đấy nó rất là tỉ cái thang điểm IPS đấy. Và cái thang điểm đó để người ta cũng theo dõi cái điều trị nội khoa. Đấy, ví dụ như là người ta điều trị nội khoa như thế thì người ta dựa vào cái thang điểm đó, người ta biết được là cái tiến triển của cái thang điểm đó nó tốt lên hay xấu đi. Đấy, cái thang điểm đấy là dùng trong đánh giá cái mức độ của rối loạn tiểu tiện của bệnh nhân rất tốt. Chính cái thang điểm đó là dùng trong tiền tuyến và người ta cũng dùng trong các nguyên nhân khác gây đái khó. Em thấy câu thứ hai là cái trong khu phi đại tuyến tiền liệt thì tỷ lệ mà tăng PSA trên 10 mg/ml có cao. Cái tỷ lệ đấy thì trên thế giới thì người ta ít thôi, nhưng ở Việt Nam mình thì thường là nhiều. Thế nên là trên thế giới thì thường là trên 4 là có thể là người ta đang làm chi tiết, còn trên 10 thì bắt buộc phải làm chi tiết. Đấy, tôi nói đây là theo quy chuẩn của thế giới. Còn ở Việt Nam thì đối với chúng tôi thì thường là bệnh nhân trên 15 nên PRA trên 15 mới làm chi tiết. Là bởi vì sao, cái PRA này ấy, nó ung thư thì chắc chắn là nó cao rồi, không nói gì. Tất nhiên là những ở cái giai đoạn muộn thì nó cũng vẫn là cao, thì chắc chắn nó còn cao hơn rất nhiều. Thế nhưng mà cũng có một số yếu tố nó ảnh hưởng đến cái PRA. Thứ nhất là có thể u to quá, nó căng. Đấy. Là bởi vì thể tích u mà nó lớn thì nó cũng tiết ra nhiều PRA, đúng không? Thứ hai nên là người ta cũng có trên lâm sàng người ta cũng có là PRA tỉ trọng, tức là PRA chia cho cái trọng lượng của tuyến để người ta thấy được cái so sánh cái PRA với trọng lượng của tuyến, hoặc là PRA velocity, tức là PRA mà theo dõi cái tốc độ tiến triển, tốc độ tăng của PRA. Đấy. Để xem là nếu như cái PRA ví dụ bây giờ là 4, bây giờ tháng sau là 6, tháng sau nữa là 8 thì người ta vẫn phải làm chi tiết. Đấy. Và là cái tốc độ tăng của PRA. Thế thì một cái nữa là cái viêm nhiễm ở tuyến tiền liệt thì nó cũng gây tăng PRA. Những cái bệnh nhân mà bị viêm nhiễm từ tiết niệu, viêm áp xe tuyến tiền liệt thì cũng bị tăng PRA. Tuy nhiên những cái đó nó tăng nhẹ thôi, không tăng nhiều. Tăng nhiều ung thư. Thế thì thực tế lâm sàng ấy thì khi mà người ta sinh thiết tuyến tiền liệt ấy, đối với những cái u tiền liệt tuyến mà giai đoạn sớm, mà giai đoạn mà nó còn nó chỉ như chúng ta thấy chứ nó chỉ có 1-2 nhân cổ rỗng âm thì cái khả năng mà sinh thiết mà dương tính là rất thấp. Tỷ lệ của nó chỉ độ khoảng 20-35% là dương tính thôi. Dương tính ở đây ấy, có nghĩa là chúng ta có thể có ung thư nhưng chúng ta không lấy đúng vào cái tổ chức ung thư. Đấy. Thế nên là một bệnh nhân mà bị tiền liệt tuyến, bị u tiền liệt tuyến mà PSA cao thì người ta vẫn phải theo dõi. Khi mà sinh thiết là lành tính, người ta vẫn phải theo dõi tiếp tục để người ta có thể phải sinh thiết lại. Là bởi vì cái mảnh sinh thiết đó chúng ta phải lấy đúng vào cái tổ chức ung thư thì mới là dương tính. Còn nếu chúng ta lấy vào tổ chức lành thì nó sẽ là lành, nhưng mà vẫn có tế bào ung thư ở trong tuyến mà chúng ta vẫn bỏ sót.
thế nên là cái tỷ lệ dương tính ở những cái bệnh nhân PA thấp là rất thấp. Thế thì trước kia người ta làm sinh thiết 6 mạch thì cái tỷ lệ sinh thiết dương tính của sinh thiết 6 mạch rất là thấp. Bây giờ người ta đang 8 mạch, 10 mạch, rồi bây giờ 12 mạch. Đấy, có những tác giả người ta làm đến 18, 24 mạch. Tức là người ta phải làm rất nhiều như thế để hy vọng là lấy được vào cái tổ chức ung thư. Đấy, nếu như mà cái PA nó thấp. Còn nếu như là giai đoạn 4 rồi mà tất cả cái tuyến đấy nó là ung thư rồi thì chúng ta chỉ cần chọc một mảnh cũng là dương tính rồi. Đấy, mà đặc biệt là những cái bệnh nhân mà chúng ta sờ tay thấy mà nó cứng rồi thì chắc chắn là ung thư, chúng ta sinh thiết bằng tay và siêu âm cũng là ung thư rồi. Đấy. Thế thì nó có nhiều yếu tố nhưng mà nói chung là cái PSA mà nó càng thấp thì cái tỷ lệ ung thư nó càng thấp, mà PSA càng cao thì nó sẽ cái tỷ lệ ung thư nó sẽ càng cao hơn. Thế là gì nữa? Thế thì đối với u lành tính thì thường là PSA nó khoảng 14. Và nếu như trên 4 là chúng ta đã phải bắt đầu làm ngành y rồi. Từ còn trên 10 thì là cái nhiều khả năng lắm. Thế còn gì nữa? Bởi vì ở Việt Nam mình thì thường là bệnh nhân cần đi khám muộn. Nên là người ta để viêm nhiễm rất là nặng, rồi vĩ đái, người ta sâu. Thế nên là cái PSA đến nó sẽ cao lên. Thế nên là thường là chỉ định nó cao là như thế này nữa là cái khả năng sinh thiết của chúng ta mà dương tính thì cũng rất là thấp, tức là cái khả năng chúng ta làm chi tiết để đảm bảo được cái kết quả tốt lý tưởng cũng rất là khó. Thế nên cái tỷ lệ dương tính nó thấp nên là chúng ta cũng ít là trừ khi những cái mà đặc biệt. Thế còn gì nữa? Như chúng ta thấy là bây giờ ở Hà Nội bây giờ chỉ có mỗi bệnh viện Việt Đức là làm chi tiết tuyến tiền liệt. Thế nên tất cả các bệnh viện đều gửi bệnh nhân đến bệnh viện Việt Đức làm sinh thiết, mà ở bệnh viện Việt Đức thì cũng chỉ một người làm sinh thiết. Đấy. Nên như chúng ta thấy đấy là cái mức độ gọi là cái mức độ chuyên khoa, rồi cái mức độ rồi gọi là cái nhu cầu, rồi cái về mặt gọi là về mặt nhu cầu, rồi cái mặt thực tế xã hội mà người ta đòi khoảng cái chuyện đó rất là ít. Đấy. Những cái chuyên gia mà làm về những cái vấn đề đó vẫn còn giờ là rất là ít. Thế nên là ở Việt Nam mình thì nói chung là chữa bệnh nó vẫn còn mang tính chất là chưa được đạt như là lý thuyết. Thế còn gì nữa? Ở các tỉnh thì hầu như là không có sinh thiết, ung thư đại là làm đường mổ nội soi hết. Đấy. Còn bị ung thư hay không thì tái phát hay không về sau thì đấy là chính xong. Chứ người ta cũng rất khó. Cũng có một số tỉnh thì người ta cũng làm được PSA. Thế nhưng mà nói chung sinh thiết thì chưa làm. Thế còn gì nữa? Thầy cho hỏi là sau khi mổ xong thì có nguy cơ là tái phát, và nếu mà sau khi mổ xong thì mình phải có những theo dõi. Sau khi mổ xong thì nói chung là cái tỷ lệ tái phát khoảng sau 5 năm thì được khoảng 10 đến 20% sau 5 năm. Và tất nhiên là nó rất tùy thuộc vào cái người mổ. Đấy, chúng ta thấy khi mà cắt như thế thì khi nào mà cắt hết được thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào phẫu thuật viên. Thế còn gì nữa? Thì có phải hẹn lại bệnh nhân khám lại đến mình lại. Tất nhiên là phải khám lại. Thầy vừa nói là sau 10 năm thì sẽ tăng khoảng 20 gram. Khi phẫu thuật thì cắt hết rồi thì tái phát như thế thì sau 5 năm tăng ít. À đúng rồi, bởi vì người ta đã lấy hết cái nhân phi đại rồi. Cái vùng mà có thể bị tăng sinh thì người ta lấy hết đi rồi thì nó còn cái vùng để tăng sinh nữa. À không, ví dụ mình khám nhưng có thể là nó tái phát lại nhưng không gây cản trở về tiểu tiện thì mình không phải làm gì. Giống như cái vùng đại lành tính mà nó không cản trở. Còn khám ở đây là để mình xem là cái mức độ phát triển, rồi mức độ có bị ung thư không. Là bệnh nhân bị vùng đại là về sau người ta vẫn ung thư. Đấy. Thế là chúng ta vẫn phải làm PSA, làm siêu âm, rồi để đánh giá cái lưu lượng dòng tiểu, rồi cái lượng tiểu tồn dư để xem. Đấy. Thế chúng ta thấy là bây giờ tất cả những cái bệnh nhân này là bệnh nhân gì? Bệnh nhân người ta già rồi, người ta về hưu rồi, người ta chỉ cần đợi bác sĩ hẹn đến để đi khám bệnh thôi, đúng không? Chúng ta trên cái làm gì đâu, đi khám bệnh đấy là cũng là một cái gọi là đi tập thể dục rồi, đi giao lưu rồi. Đấy.
Thế nên là ở các nước phát triển, người ta khám bệnh là cái chuyện bắt buộc, và người ta có điều kiện là người ta đi khám là cái chuyện rất bình thường. Và khám như thế thì sao? Thì bác sĩ mới có việc làm, mới tiêu được tiền, mới làm được xét nghiệm các thứ, đúng không? Thế nên là ở mình chữa bệnh như thế, nên là tại sao mà các bác sĩ không có việc làm là bởi vì như thế, là bởi vì mình làm việc nó vẫn chưa được quy chuẩn. Và khi chúng ta khám bệnh thì sao? Cái tiền khám rất là thấp, tiền chi trả rất là thấp, nên là nó cũng không đáng gì. Đấy. Thế nên là, mà hai nữa là cái điều kiện ở địa phương thì các cái bác sĩ chuyên khoa không có. Ở tuyến tỉnh thì may ra có bác sĩ chuyên khoa, nhưng mà bác sĩ chuyên khoa cũng vẫn là mang tính chất đa khoa. Ví dụ như là ở tuyến tỉnh thì thường là bác sĩ bụng sẽ làm chung với tiết niệu, bác sĩ chấn thương sẽ làm cả chấn thương sọ não, cả bể xương, đấy, làm chung như thế, không có chuyên khoa sâu. Đấy. Thế nên là cái sự chuyên khoa cũng rất là thấp. Đấy. Là bởi vì sao?